nữ nhân viên Chigon muốn kết thúc mọi chuyện, sớm trở lại công việc. Nữ nhân viên sân golf BIG Đà Nẵng vừa lên tiếng về toàn bộ thông tin về việc khách đánh bị thương gây bức xúc dư luận những ngày gần đây. Ngày 12 tháng 12, liên quan vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch một doanh nghiệp, đồng thời là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, dùng gậy driver đánh nữ khách đi sân golf BIG Đà Nẵng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nạn nhân vừa chính thức lên tiếng về sự việc. Theo nạn nhân, ngày 6 tháng 12, chị được phân công phục vụ một nhóm khách đến sân golf BIG thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để chơi golf. Trong quá trình chơi golf, chị NAL và ông Nguyễn Viết Dũng đã xảy ra mâu thuẫn do việc tính số gậy đã chơi trong một hố. Sau đó, chị NAL đã bị ông Dũng dùng gậy golf đánh vào người. Theo chị L, nguyên nhân sự việc là do quá trình chơi golf không thống nhất việc tính số gậy đã chơi trong một hố giữa chị và khách đi của ông Dũng. Từ việc này, ông Dũng bức xúc và nghĩ rằng mình bị xúc phạm uy tín nên nóng nảy mới xảy ra sự việc trên. Nạn nhân chia sẻ thêm, được người thân của ông Dũng đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay sau khi xảy ra sự việc. Sau khi bệnh viện tiến hành khám, điều trị, đến nay sức khỏe đã ổn. Bản thân chỉ bị thương phần mềm, không chấn thương sọ não hay ảnh hưởng đến sức khỏe nặng nề như mạng xã hội đồn đoán. Và vì bên phía anh Dũng cũng có gửi lời xin lỗi tới em rồi. Và em tha lỗi cho anh. Về phía ông Nguyễn Viết Dũng cho biết bản thân rất hối tiếc về hành động thiếu kiểm soát và không đúng của mình trong lúc nóng giận. Ngay khi sự việc xảy ra, ông đã liên hệ để xin lỗi và hỗ trợ thiệt hại về tinh thần cho chị L. Theo dự kiến, trong hôm nay, ngày 13 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ có cuộc họp báo để thông tin cụ thể đến dư luận về vụ việc. Hãy tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!